Rồi con chào các bác. Mình Ấn Độ và Cầu Cào. Nãy Ấn Độ rồi bây giờ đến thành biến thành con Cầu Cào. Ở đây để đi học. Kỳ chú là chú đất con, có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi vòng tay con cùng mình bên hố bông kia bên xoay. Tạo cô cá chê non, cùng bác chú cá khô non. Cùng tâm chiếc vai son, nhìn thấy trong các phá xôn. Chịp chịp, khó bóng, cắp bạc. Chịp chịp, khó bóng, cắp bạc. Chịp chịp, khó bóng, cắp bạc. Chịp chịp, khó bóng, chịp bạc nhìn nhau.
Mạnh khỏe thì phải tập thể thao. Chip chip, wow wow, cặp lạ. Chip chip, wow wow, cặp lạ. Chip chip, wow wow, cặp lạ. Chip chip, wow wow, chim phàm đi nhau. La la la, la la la, la 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 la. Thank you.
Chị Hằng ơi, sắp sửa tới mình lên cũng được nhận lì xì đó nha. Từ phía ban giám khảo và Trọng Hải sẽ công bố ngay bây giờ. Không, bây các giờ em lên hết chưa? Chưa, vẫn còn chị Kiều Liên vẫn còn đang sắp. Rất là thương chị ngày hôm nay sắp xếp các em, chỉnh đội hình lại cho tất cả các em để trước khi mà chúng ta có cái phần công bố kết quả. Bây giờ mình lì xì hết đi, mình công bố kết quả sau. Dạ vâng, và chúng con cũng xin được trân trọng kính mời cô Kim Châu. Dạ, bây giờ cô dạ, Kim con. Châu, chú Lê Cảnh Hải. Ai gì đây Phật, con ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin kính mời Thầy. Kính cung thỉnh Thầy, cung thỉnh Thầy Thuyền Việt lên. Lên sân khấu cùng với lại tất cả các em để chúng ta làm cho một tại cái nghi thức trao giải. Tại vì chúng ta muốn Thầy sẽ là cái người mừng trao giải cho những cái phong bì lì xì cho các em, tất cả các em. Còn các em nào trong nhóm múa đâu? Thảo? Các em trong nhóm múa lên đúng. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả các em lên sân khấu để mà còn nhận được lì xì nữa. Không phải là nãy hát đâu cho Lê đó. Dạ vâng, không phải là không phải là thắng giải phải được lên sân khấu. Em cho Lê hồi nãy đâu, mới hát bài Anh Là Ai đó. Lên luôn. Lên hết. Cho Lê ơi, con còn ở đây không? Rồi lên đi con nhận thêm một bao lì xì nữa con. Đi đem tiền lì xì rồi hay là đưa tiền lì xì cho mẹ rồi? Ai nãy Thanh Hùng nó quá nó sợ đem cho mẹ giữ. Thanh Hùng nó quá nó sợ. Rồi cho Lê lên luôn. Rồi mấy em lớn đứng phía sau để chị Kiều Liên sẽ sắp xếp đội ngũ lại. Em mời chị Như Lý. Và đây, kết quả của cuộc thi Quốc phục thiếu nhi năm 2018 tại chùa Liên Hoa. Như hồi nãy chúng tôi có thưa cùng quý vị, 4 lứa tuổi, mỗi lứa tuổi sẽ bình chọn ra một em giải nhất. Tất cả là 4 giải nhất và một giải đặc biệt sẽ rơi vào một em xuất sắc nhất, nhưng mà chúng tôi không biết em ở độ tuổi nào. Và vâng, bây giờ chẳng phải nhường phần đọc kết quả cho Thanh Thanh. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, người thắng giải của lứa tuổi từ 3 cho tới 4 tuổi là em số 6 mang tên Alice Nguyễn. Và Trọng Hải xin mời số chị Phương Nguyễn trao giải nhất lứa tuổi 3-4 cho em Alice Nguyễn. Trọng Hải mời chị Phương Hiền. Ủa số 6? Số 6 Alice Nguyễn. Dạ. Quý vị thông cảm chị Kiều Liên là sáng tới giờ là chỉ làm việc rất chỉ là hoa mắt rồi, chỉ làm chết là mệt. Chỉ hoa mắt mà hoa mắt luôn. Dạ. Dạ, giải nhất của lứa tuổi 3-4 tuổi. Dạ, giải nhất của nhóm 3-4 tuổi. Dạ vâng, em xin mời chị Phương Hiền trao giải. Chú ơi, ở đằng sau còn nhiều người lắm. Con đứng đây. Chúc mừng Alice Nguyễn. Alice Nguyễn số 6. Rồi bây giờ quý vị có thể chụp hình chung với lại giám khảo Phương Hiền cùng với em, chắc chị ra chính giữa luôn, ra chính giữa cho nó đẹp. Dạ, ra giữa chụp hình làm kỷ niệm. Thanh Thanh biết là ba mẹ của em ở dưới chắc cũng đang cầm máy để mà chụp. Đấy. Con, khoa cái chân lì xì. Con ơi, con ngó xuống dưới nè con. Ngó tiền không à. Sao cô Thanh Thanh dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ, giải nhất. Dạ vâng. Kính thưa tất cả quý vị, giải nhất chị của... Chị Phương Hiền, cho em đứng luôn ở ngoài trước đi chị Phương Hiền. Chị đứng trước luôn. Cho em đứng trước luôn. Ồ, wow. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, giải nhất của nhóm lứa tuổi 5 tuổi mang số báo danh số 10, em Lê Nguyễn Hoàng Hưng. Và xin mời Hoa hậu Thu Hương sẽ là người trao giải nhất lứa tuổi 5 tuổi cho em Lê Nguyễn Hoàng Hưng. Trời ơi,
rất là đẹp. Vâng, em xin rồi. Cảm ơn Hoàng hậu Thu Hương cũng như là chị Phương Hiền và hai con đã thắng giải. Con đứng yên đó, con đứng yên đó. Rồi, vào lứa nhóm tuổi từ 6 cho tới 7 tuổi, em thắng giải mang số báo danh 28 Trương Mỹ Anh. Và Trọng Hải xin trân trọng kính mời chị Duy Lý trao giải nhất của lứa tuổi 6-7 cho em Trương Mỹ Anh. Wow, wow. Dễ thương quá. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, nhóm lứa tuổi cuối đó là từ 9, 10, 8, 9 và 12. Đó là em mang số báo danh 29, Cây Là Cao. Và Trọng Hải xin trân trọng kính mời chị Lily Minh Tâm trao giải nhất của lứa tuổi cao nhất ngày hôm nay. Cao đứng đừng bằng chị Lily Minh Tâm đổ luôn rồi. Năm sau là cao hơn chị Lily. Quý vị, áo này chân dài quá. Nếu quý vị nhớ đó thì là Kaylee Cao vừa rồi trong cái phần thi khúc phục của em cũng có tài năng đó là đánh piano. Nếu mà quý vị cô nhớ, quá cô thương quá, trời ơi ô bế. Rồi, đó là quý vị thấy là bốn em thắng giải của mỗi lứa tuổi khác nhau. Và wow, bây giờ là một sự ngạc nhiên bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Dạ vâng. Với Trọng Hải và Thanh Thanh ngày hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị, giải đặc biệt. Quý vị nghĩ ai ở trong... Tất cả các em ngày hôm nay, quý vị là ai, nghĩ là ai à? Tức là em này là em nổi bật hết trong tất cả các lứa tuổi. Quý vị cho Thanh Thanh những cái tiếng hô la hào hứng chút xíu được quý vị. Dạ, quý vị nghĩ là ai? Quý vị có nghĩ là con em mình sẽ thắng cái giải xuất sắc bữa ngày hôm nay không? Ai đâu? 25. Chú nghĩ là 25 hả? À, rồi còn ai nữa? 53. 24. 24. 24, 24 đó. 28. 28. Nãy giờ là 20 mấy không à? Dạ đúng rồi đó, 20 mấy đó. Mình làm liền đi Thanh, để một hồi nữa mấy anh ở dưới, mấy chị ở dưới la từ 21 tới 29 luôn á. Đúng vậy, kính thưa tất cả quý vị, bây giờ Thanh Thanh cũng như là MC Trọng Hải xin được trân trọng. Trọng Hải với Thanh rất là ngạc nhiên khi mà nhìn cái kết quả như vậy. Dạ vâng. Bất ngờ. Đây là theo chính xác bảng điểm, không thêm không bớt. Thanh Thanh xin được trân trọng thông báo đó là thí sinh mang số báo danh 29. Ở đây một đây. Lần nữa xin chúc hai giải luôn. Mời cô Kim Châu trao giải đặc biệt cho em ngày hôm nay, giải xuất sắc nhất ngày hôm nay và nổi trội nhất, nổi bật nhất trong tất cả các em. Như Thanh Thanh nói vừa rồi, em có tài năng đó là đánh đàn piano. Dạ, có mời chú Lê Anh Hải cùng với cô Kim Châu. Dạ, lên trao phần quà đặc biệt ngày hôm nay cho em Kayla Cao. Tôi đây, con mời chú. Đấy, rồi. Ba mẹ của em có thể giờ phút này ra đứng chụp hình trong cái giây phút đẹp như thế này. Và kính thưa tất cả quý vị là hy vọng là năm sau. Và bây giờ mời ban tổ chức, thầy có thể lì xì hết tất cả những cái bao đỏ lì xì cho các em. Để mà, đây là cái lọc đầu năm, lấy hết tất cả các em, mừng tuổi cho các em. Sau khi các em nhận lì xì xong, các em đứng tại chỗ nha. Đứng tại chỗ. Quen trong này à? Có người đó quen ai đó. Dạ ơi, nãy chị đòi về. Kính thưa tất cả quý vị. Không có một chị nào đòi về. Em cũng bất ngờ vậy mà em được hai gì á. Dạ em đâu có. Em có quen ai đây đâu. Cô mà đi sao? Mà điểm chào nha. Ai gì chào quá đó. Ủa, cũng vậy luôn. Cô mà chỉ có thể. Đây không phải. Đâu mà. Em đi.
anh. Anh tới chưa? Thank you.
lồng đen trước. Lồng đen nè. Bên đây trước. Lồng đen ở đây là con. Giấc mơ nữ đầu tiên sẽ cho các em được thắng giải lồng đèn ngày hôm nay. Và tuyên dương giải là chị Từ Liên đại diện cho chùa Liên Hoa. Chùa Mỹ Cử, Huyền Quang. Số 31 đâu con ơi, con lên đây. À, chú cũng lên đây. Số 31. Số 49, Sophia Chu. Sophia Chu, con đâu rồi? Đây, bé đứng trước mặt chị Hằng Nga. Sophia Chu lên đây. Các em từ 6 đến 8 tuổi, số 3, Đặng Thanh Vương. Rồi, con đứng đây. Số 3, Đặng Thanh Vương. Số 3 đâu con? Đặng Thanh Vương. Số 3 con lên đây. Lên đây nha. Số 5, Michelle Nguyễn. Số 5, Michelle Nguyễn. Yes, stay there. 9-13 tuổi, 27, Jennifer Lê. 27, Jennifer Lê. Số 6, Michael Trịnh. Michael, yes. Chúng ta có tất cả 6 em chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em, mời các chị trong ban giám khảo. Đầu tiên là dược sĩ với con Diệu Thảo của DT Collagen. Thứ hai là chị Thi Lê của Vinashop. Thứ hai là Christine Huỳnh Nguyễn của AB Realty. Và thứ ba là chị Ly Lê của Vinashop. Mời ba chị trong ban giám khảo. Và một tràng pháo tay cho tất cả các em được giải nhất ngày hôm nay.
dược sĩ Nguyễn Hoàng Diệu Thảo và chị Ly Lê. Có Seventeen, Seventeen hay là Ngọc Nguyễn? Và kế tiếp các em được giải ba số 47, 47, 47 Andrew Vũ, số 20 Alexandra, 20, 20, 20 Alexandra, 16 Liara Cao, 16 số 16, 29 Lillian. 29. 29, take a look at your number, and when I call your number, step up here. 29, Lillian. 16, 20, 47. 45, Amber Nguyễn. 45. Take a look, if you number 45, come up here. 45, 46, Angel Thái. 46, Angel Thái. Số 1, Quang Trương. Số 1 Quang Trương Hạnh Nhất. Số 2 Tường Minh. 13 Mary Trần. Số 13 number 13. 13 look at your number 13. Yes. 41 Regina Thái. 41. 41 take a look at your number 41. 41 con giỏi quá. Số 15 Valeria Cao. 15 15. 15, number 15, số 15, và em cuối cùng 24, Justin. Justin 24, số 24, 24, Justin, you're here. Rồi, có thể tặng các em trên đây rồi, một lần nữa mời các chị lên. Chị Lý Lê, chị Cú Sinh Quỳnh và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Một tràng pháo tay cho các em hạng 3. Cười đen, cha vui cả ngày, một vài tiếng.
quảng cáo mà ăn nhiều lắm mà cũng còn ở vô đây thôi hả? Cho bé chín tuổi một tràng pháo tay. Bây giờ nói cho các ông, các bà, các cô chú, các em, các anh chị ở dưới đó Tết Trung Thu năm nay vui không? Dạ. Bây giờ còn đóng vai chị Hằng được không? Biết chị Hằng là ai không? Không biết chị Hằng. Con biết chị Hằng là ai? Chị Hằng là ai? Chị Hằng là phải ông này không? Không phải hả? Quý vị, đây là các em mà có những sắc phục của dân gian của chúng ta, cho chúng tôi một tràng pháo tay thật to. Và chúng tôi mời Hoàng Cầm, chú Phi Long, chú và đây là bánh lồng đèn và bánh Trung Thu. Trung Thu không thể nào thiếu lồng đèn và bánh Trung Thu. Chúng tôi xin cảm ơn cậu Hoàng Văn, nhạc sĩ Hoàng Cầm, nhà văn Phi Long và các khách bảo trợ. Xin trân trọng cảm ơn. Những phần quà đặc biệt cho các em, đây là những phần quà đặc biệt ngoài những cái phần quà mà các em vẫn có. Và phần quà đặc biệt nhất là vì khi mà các em đến đây, các em là những người đã vui và đã biết Trung Thu như thế nào, mời để mà phát những phần quà đặc biệt này cho các em. Mà ca sĩ Kim Phượng, ca sĩ Kim Phượng đâu? Ca sĩ Kim Phượng lên cùng phát một phần cho các em. Rồi ca sĩ Kim Phượng, ca sĩ Kim Phượng cũng lên đây. Mời chị Hoan, chị Hoan. Thưa quý vị, cho chúng tôi một tràng pháo tay sang năm, dịp Noel, dịp Tết. Khi mà chúng tôi tổ chức như thế này không gì hơn là để giúp cho các em có một tinh thần để mà các em có thể ra ngoài công cộng dạng và đưa những cái hay, cái đẹp, những cái nét văn hóa của mình cho tất cả mọi người. Đây là cái dịp mà chúng tôi hoan nghênh tất cả các em. Cảm ơn các em rất nhiều và hy vọng rằng tất cả các em khác sẽ lần lượt trong tương lai lên sân khấu như thế này. Thank you so much. Thank you, ok. Công chúa chào cái đi, công chúa chào cái chào. Đi một vòng. Phi Ngọc Tiết Hòa, xin mời. Quý vị cho chào pháo tay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Any food, you know, but that's what you're best.
Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi mời MC nhỏ hạnh phúc to nhóm múa cái trống cơm. Xin quý vị hỗ trợ có tay thân lớn để gửi đến cho tất cả các em. Listen to me.
xinh đẹp tất cả các con. Và bây giờ các con vẫn chưa thấy có lẽ là đi ra ngoài ủng hộ gian hàng mua thức ăn hát để hát để hát các chị thấy là ban giám khảo ngày hôm nay làm được rất là tích cực. Em biết là tất cả các chị là tại vì ngày nãy tới bây giờ thấy cái sân khấu toàn là hot boy với lại hot girl luôn mà. Đúng rồi. Ra bây giờ chắc phải mình còn thấy bị nhức đầu luôn, hồ chi là ban giám khảo phải nói là cầm cân đẩy mật cho tất cả các em làm gì làm cũng phải chấm cho đúng chứ không thôi là chút đúng đó. Dạ. Chấm cho đúng không thôi là bị trúng đóng đó. Cho nên là mấy chị cũng rất là hồi hộp. Mọi chuyện thì cũng đơn giản chứ như đang giỡn vậy thôi, có gì hết. Đúng vậy đó. Và phải nói là cho tất cả quý vị là hôm nay là ngày hội chợ Tết, coi như là ngày cuối hội chợ Tết của chùa Liên Hoa. Quý vị nhìn thấy tuy ở ngoài trời lúc mưa, lúc có, lúc không, nhưng mà phải nói là ông giờ nhưng mà chúng ta rất là nhiều. Từ bây giờ tới chiều thì... Đúng vậy. Không, như là không nghĩ là sẽ không mưa, mưa thì mưa, nhưng mà nó đây chỉ là những hạt mưa xuân, rất là mưa, nó không như là Đà Lạt vậy đó. Nó có những cái siêu mưa thôi, chứ không phải là mưa mà mưa lớn. Nhớ có một lần phải nói là một lần nữa là Phan Thanh xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của tất cả quý đồng hương nè, hoặc là những vị công nhân đã giúp cho ngôi chùa Liên Hoa mà chúng ta có để xây lên được một cái hội trường lớn như thế này, để đường có mưa có gió có bão như thế nào chúng ta cũng có một cái hội trường ở trong đây khô ráo. Quý vị còn nhớ là hội trường Phan Thanh là đồng hành hai chúng ta là đã làm cộng tác với chùa Liên Hoa suốt những năm cũng sau đây các anh buồn nhớ có một kỳ chúng ta ở trên đó. Không phải là có một lần nữa là bị gió mạnh quá chưa nói là bão. Có một lần là mình phải làm ở một cái lều mà hôm đó là trước tình lượng và trước hội chợ khoảng từ 10 ngày thì gió mạnh quá cho nên cái lều nó bị sập và chùa phải dời cái ngày hội chợ đó lại thêm 2 tuần nữa. Năm đó rất là nặng quý vị. Và bây giờ thì cho tới ngày hôm nay thì chúng ta có được một cái hội trường khang trang và lót xi măng như thế này để chúng ta ngồi, thành ra là cho dù là trời có mưa hay là nắng gì. Bây giờ em mời các chị trong ban giám khảo trở về vị trí để tiếp tục làm việc. Bây giờ cũng còn không có nhiều nữa. Không có nhiều gì? Không có nhiều. Còn có ít thôi. Chúng ta sẽ còn một số thí sinh nữa. Bây giờ trước khi đợi các chị trở về sân khấu thì Trọng Hạ muốn hỏi là có các anh còn chị em nào mà chưa thi, còn thí sinh nào đã lấy số rồi mà chưa thi xin vui lòng bước lên liền nha. Đây là cái cơ hội chót. Dạ vâng. Một lần nữa thì Thanh Thanh kêu gọi tất cả những cha mẹ nào đã ghi danh cho con em của mình mà vẫn còn ngồi ở dưới, tức là các em chưa có được lên sân khấu, thì xin tất cả quý vị chúng ta hãy về phía sau sân khấu và đi làm với chị Kiều Liên. Chị Kiều Liên lần lượt đưa tất cả các em lên sân khấu để cho các em cùng vui chơi hòa đồng trong không khí truyền thống Tết Việt Nam của chúng ta. Và để khi mà tất cả các em ra về, tất cả các em cũng có những món quà nho nhỏ tinh thần và các em nhớ tới là năm đó, ngày đó, bởi vì chúng ta có một cái Tết cổ truyền rất là đẹp, rất là truyền thống mà các em biết cái lì xì nó là cái gì và biết khúc phục truyền thống Việt Nam của chúng ta là những chiếc áo dài, hoặc là áo tứ thân, những cái mấn và một những cành mai, ví dụ như vậy. Đó là những cái mà truyền thống mà chúng ta ai cũng muốn lưu giữ lại và cũng như là di truyền cho tới những cái thế hệ sau. Bây giờ thì ông chắc đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại xem là có tiết mục nào có thể chêu vào hay không. Có một tiết mục nào không? Anh đợi chị Christine có lại lên tầm một xíu. Mình có một tiết mục nào bắt gấp không? Tại vì mình phải đợi ban giám khảo trở về vị trí trước khi mình tiếp tục cái cuộc thi. Như vậy thì nó được công bằng hơn. Dạ vâng. Nhóm múa Định Luật có ở đây không ạ? Thảo ơi. Thảo đưa nhạc chứ. Ok, bây giờ mình cho nhóm Định Luật lên nhé.
Bây giờ mình đi xin hết đi, mình công bố kết quả sau.
Dạ vâng, và chúng con xin được trân trọng kính mời cô Kim Châu. Dạ, bây giờ cô dạ, Kim con... Châu, chú Lê Cảnh Hải. Anh Di Đà Phật, con ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin kính mời thầy. Kính cung thỉnh thầy, kính huyền việt lên. Lên sân khấu cùng với lại tất cả các em để chúng ta làm cho một tại cái nghi thức trao giải. Tại vì chúng ta muốn thầy sẽ là cái người trao giải cho những cái phong bì lì xì cho các em, tất cả các em. Dạ. Các em nào trong nhóm múa đâu? Thảo. Các em trong nhóm múa lên luôn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả các em lên sân khấu để mà còn nhận được lì xì nữa. Không phải là nãy hát đâu cho Lê đó. Dạ vâng, không phải là không phải là thắng giải phải được lên sân khấu. Em cho Lê hồi nãy đâu mới hát bài Anh Là Ai đó. Lên luôn. Lên hết, lên hết. À, cho Lê ơi, con còn ở đây không? Rồi lên đi con nhận thêm một bao lì xì nữa con. Đi đem tiền lì xì rồi hay là đưa tiền lì xì cho mẹ rồi? Ai nãy Thanh Hùng nó quá sợ đem cho mẹ giữ. Thanh Hùng nó quá nó sợ. Rồi cho Lê lên luôn. Rồi mấy em lớn đứng phía sau để chị Kiều Liên sẽ sắp xếp đội ngũ lại. Em mời chị Như Lý. Và đây kết quả của cuộc thi quốc phục thiếu nhi năm 2018 tại chùa Liên Hoa. Như hồi nãy chúng tôi có thưa cùng quý vị, 4 lứa tuổi, mỗi lứa tuổi sẽ bình chọn ra một em giải nhất. Tất cả là 4 giải nhất và một giải đặc biệt sẽ rơi vào một em xuất sắc nhất. Nhưng mà chúng tôi không biết em ở độ tuổi nào. Và vâng, bây giờ chàng hãy nhường phần đọc kết quả cho Thanh Thanh. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, người thắng giải của lứa tuổi từ 3 cho tới 4 tuổi là em số 6 mang tên Alice Nguyễn. Và Trọng Hải xin mời số chị Phương Nguyễn trao giải nhất lứa tuổi 3-4 cho em Alice Nguyễn. Trọng Hải mời chị Phương Hiền. Ủa số 6? Số 6 Alice Nguyễn. Dạ. Quý vị thông cảm chị Kiều Liên, là sáng tới giờ là chỉ làm việc rất chị là hoa mắt cần. Rồi chỉ làm chết cả mệnh chị hoa mắt mà hoa mắt luôn. Dạ. Dạ, giải nhất của lứa tuổi 3-4 tuổi. Dạ, giải nhất của nhóm 3-4 tuổi. Dạ vâng, em xin mời chị Phương Hiền trao giải. Con đứng đây, con đứng đây. Chụp hình chung với lại giám khảo Phương Hiền cùng với em, chắc chị ra chính giữa luôn, ra chính giữa cho nó đẹp. Dạ, ra giữa chụp hình làm kỷ niệm. Thanh Thanh biết là ba mẹ của em ở dưới chắc cũng đang cầm máy để mà chụp. Đấy. Con, khoát cái chân lì xì. Con ơi, con ngó xuống dưới nè con. Ngó tiền không à. Sao cô Thanh Thanh dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ, giải nhất. Dạ vâng. Kính thưa tất cả quý vị, giải nhất chị của... Chị Phương Hiền, cho em đứng luôn ở ngoài trước đi chị Phương Hiền. Chị đứng trước luôn. Cho em đứng trước luôn. Ồ, wow. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, giải nhất của nhóm lứa tuổi, 5 tuổi, mang số báo danh số 10, em Lê Nguyễn Hoàng Hưng. Và xin mời Hoa hậu Thu Hương sẽ là người trao giải nhất lứa tuổi 5 tuổi cho em Lê Nguyễn Hoàng Hưng. Trời ơi, rất là sung sướng được Hoa hậu Thu Hương hôn cho một cái. Cười lên con. Cười trong méo dữ vậy. Bảo cười là phải cười chứ, hết cười đó không? Rất là đẹp. Vâng, em xin cảm ơn Hoàng hậu Thu Hương cũng như là chị Phương Hiền và hai con đã thắng giải. Con đứng yên đó, con đứng yên đó. Rồi, vào lứa nhóm tuổi từ 6 cho tới 7 tuổi, em thắng giải mang số báo danh 28 Trương.
Và Trọng Hải xin trân trọng kính mời chị Duy Lý trao giải nhất của lứa tuổi 6-7 cho em Trương Mỹ Anh. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, nhóm lứa tuổi cuối đó là từ 9, 10, 8, 9 và 12. Đó là em mang số báo danh 29, Kay là Cao. Và Trọng Hải xin trân trọng kính mời chị Lily Minh Tâm trao giải nhất của lứa tuổi cao nhất ngày hôm nay. Cao đứng đừng bằng chị Lily Minh Tâm đổ luôn rồi. Năm sau là cao hơn chị Lily. Quý vị, áo này chân dài quá. Nếu quý vị nhớ đó thì là Kaylee Cao vừa rồi trong cái phần thi quốc phục của em cũng có tài năng đó là đánh piano. Nếu mà quý vị cô nhớ. Quá nha. Cô thương quá. Trời ơi ô bé. Rồi, đó là quý vị thấy là bốn em thắng giải của mỗi lứa tuổi khác nhau. Và wow, bây giờ là một sự ngạc nhiên bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Dạ vâng. Trọng Hải và Thanh Thanh ngày hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị, giải đặc biệt. Quý vị nghĩ ai ở trong... Tất cả các em ngày hôm nay, quý vị là ai? Nghĩ là ai à? Tức là em này là em nổi bật hết trong tất cả các lứa tuổi. Quý vị cho Thanh Thanh những cái tiếng hô la hào hứng chút xíu được không quý vị? Dạ, quý vị nghĩ là ai? Quý vị có nghĩ là con em mình sẽ thắng cái giải xuất sắc bữa ngày hôm nay không? Ai đâu? 25. Chú nghĩ là 25 hả? À, rồi còn ai nữa? 23. 24. 24. 24, 24 đó. Đó. 28. 28. Nãy giờ là 20 mấy không à? Dạ đúng rồi đó, 20 mấy đó. 20 mấy đó. 23. Thôi mình làm liền đi Thanh. Để một hồi nữa mấy anh ở dưới, mấy chị ở dưới là từ 21 tới 29 luôn á. Đúng vậy, kính thưa tất cả quý vị. Bây giờ Thanh Thanh cũng như là MC Trọng Hải xin được trân trọng. Trọng Hải với Thanh rất là ngạc nhiên khi mà nhìn cái kết quả như vậy. Dạ vâng. Bất ngờ. Đây là theo chính xác bảng điểm, không thêm không bớt. Thanh Thanh xin được trân trọng thông báo đó là thí sinh mang số báo danh 29. Đây là Cao. Ở đây một lần nữa xin chúc hai giải luôn. Mời cô Kim Châu trao giải đặc biệt, cho em ngày hôm nay, giải xuất sắc nhất ngày hôm nay và nổi trội nhất, nổi bật nhất trong tất cả các em. Như Thanh Thanh nói vừa rồi, em có tài năng đó là đánh đàn piano. Dạ. Con mời chú Lê Khánh Hải cùng với cô Kim Châu. Dạ vâng. Trao phần quà đặc biệt ngày hôm nay cho em Kayla Cao. Tôi đây, con mời chú. Đấy, rồi. Ba mẹ của em có thể giờ phút này ra đứng chụp hình trong cái giây phút đẹp như thế này. Tại vì chơi dễ phút mẹ. Và kính thưa tất cả quý vị là hy vọng là năm sau. Và bây giờ mời ban tổ chức thầy có thể lì xì hết tất cả những cái bao đỏ lì xì cho các em. Để mà đây là cái lọc đầu năm lấy hơn cho tất cả các em, mừng tuổi cho các em. Con ai vậy? Sau khi các em nhận lì xì xong các em đứng tại chỗ nha. Đứng tại chỗ. Trong này à? Đó, người đó quen ai đó. Rồi, nãy chị nào về đâu? Tóc một chị nào rồi về? Em đi. Em không biết mà được hay gì hết. Dạ, đâu. Em có quen ai đây đâu. Tóc cô mà đưa xong. Tóc á. Mà Kim Châu với ai? Ai đi chồng hết á. Ủa, vậy luôn. Em đi anh tới chưa?